Hôm đâu biết đâu làm sai cách, nhờ ông Thuận nè, anh Thuận bên kênh Sang Bảy á, anh chỉ thì kia rồi mới đạt. Chứ thời tới nay chắc cũng mới mấy con. Bởi vì anh em mà lỡ có ai mà làm lên cái chuồng rồi đó, mà lâu quá dơi nó không về á, mình đừng có ngại ba cái vấn đề tiền nông này gì hết trơn á. Mình liên hệ với anh Thuận nha anh em, anh tư vấn nhiệt tình lắm. Anh rất là hiếu khách chứ không phải như mấy người khác mà dĩa viên để buôn bán gì hết. Bỏ ra cả 5-10 triệu bạc, cái chuồng này cũng 10 triệu, chuồng lớn hơn cũng 20 triệu. Mà không lẽ bỏ ra mấy trăm ngàn mình mua tiếng đồ gì mà không được. Buồn bắt nhạc nghe một ngày trời không hết pin. Đi bẫy chim rồi, các kiểu, lo ngon lắm. Ngồi sáng đêm lấy cái lo xuống cho mọi người coi. Đấy. Giờ thì sáng rồi nó cũng gì lê gai. Hồi nãy á, em đợi sáng có ánh sáng em quay cho anh em xem á, chứ lúc chạng vạng là nó về một mớ nữa rồi. Giờ cũng hơi trưa rồi, 6-7 giờ rồi. Cũng còn bay lê gai. Nó rút gì thấy không? Cái tiếng dơi mình bắt nó rút xa lắm nè, nó rút về nè, thấy không? Đó, đó dột à. Nè, nó rút dữ lắm, cái tiếng này nó rút lắm. Đó dột đó. Còn để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha. Đợi em 2 phút. Đây là cái lò này, rồi em thử này, rất là gọn nhẹ, pin hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây, mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển, cái đầu nhất thiết ấy đâu nè, nó đang hát này không, nè, em bấm đứng lại nè, quên bật công tắc, nè, rồi im, hát, đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuột rơi luôn, cho nên em sợ vậy. Em giờ em còn có 1 tiếng này em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác. Đấy, vậy đấy, con này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Em bấm cái thấy không nè. Nè, đó. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi. Nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em của dời đây cho mọi người coi sáng đây nè. Cũng vô mới được. Ồ, có con dơi quạ hay gì nó bự trời. Ồ, con dơi này phải đuổi nó đi. Rồi nó đậu vô luôn rồi. Con quỷ. Đó, phần của em mọi người. Mới nãy giờ hôm giờ nó ỉa được trên đây nè. Ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á. Đó, thấy chưa mọi người? Rất là tốt, phần mình làm cái chuồng mình ở nhà mình về ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi, lượng sau cùng cũng cảm ơn Thuận nhiều nha anh Thuận.